đưa cho nó. Chào mọi người nha. Rồi hôm nay lỡ. Hello mọi người, anh Nhoan. Ẩm si cái. Đi đâu? Câu chuyện đã rất xa xôi, niềm riêng không ai. Chào mọi người. Hai người sống ở hai nơi. Hello, mình là Si nè. Chỉ thường có người vẫn mèo. 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 Chào mọi người đi. Chào mọi người đi, cái mèo đi. Mèo. Trời giỏi quá. Hôm nay Si đã được 3 ký rồi. Nhờ mọi người donate đấy. Mọi người đã like và share cho Si chưa? Hôm nay mình đánh má hồng quá nên Si nó nhìn. Cảm ơn Phương nha. Có lá bự chưa nè. Hôm nay là nó mập lắm rồi. Meow. Hello mọi người. Có một người vẫn vậy thì xa xa nhau là mất thôi. À dạ. Hello mọi người nha. Muộn đó nha chị, đâu có, chị on đúng giờ mà. Ok. Các bạn nào solo với Mân Ngân không? Các bạn nào hôm nay các bạn nào dám solo với mình không? Hello, trời ơi cái má, chỗ đánh hơi lố, giờ không biết sao sửa nó hơi kệ. Đánh hai cái má hơi lố. Rồi cái má lố ghê. Hồi nãy nó lố lắm. Hồi nãy quẹt nhiều quá. Mọi người chờ mình tí nha, má mình hơi lố tí. Đánh má hồng ấy, nãy chụp hình nên là có make up. Chị ơi, muốn trao chuyện, muốn trao đổi riêng với chị hả? Hả, có chuyện gì muốn trao đổi riêng? Chuyện gì á, Bùi Việt Minh? Muốn trao đổi riêng nữa, thôi, thôi trao đổi chung đi, đừng trao đổi riêng. Trao đổi chung nha. Trao đổi đi cho tất cả mọi người trên stream nghe luôn. Trời ơi, má ơi, cái má mình nó lố quá, giờ sao trời. Hello Thùy Ngân. Lố quá. Má chùi bớt. Nhi bị say à, hôm nay say rượu nha. Hết chưa mọi người? Một tí nữa mình sẽ bắn xong mọi người ạ. À. Bây giờ mình ăn sớm để mình cày cho bang của mình. Với lại mình tuyển thêm người vào bang. Và mình nói chuyện với các bạn một chút. À, chuyện không quan trọng hả? Chuyện không quan trọng, nói trên đây đi. Nói trên đây cho mọi người nghe nữa. Chị hứa là chị không, mọi người ở đây đâu có ai nhiều chuyện đâu. Phải chia sẻ cho mọi người nghe chứ. Em kể chuyện, chị cũng kể mọi người à. Cho nên là em cứ kể hết cho mọi người nghe đi. Hello Thùy Trang nha. Hello. Ừ, OMG. Hello Bạch Vĩ. Hello Duy Khánh. Hello Kiều Nhung. Hello Quân Quân. Hello Linh. Chị không đeo kính thì mắt chị có nhìn được không? Được chứ, cái này là kính không có cận. Hello Thanh Nhân, hello Yến Nhi, hello Thùy Trang, hello Đức Kiên, hello Huyền My, hello Ngọc Diễm. Game này là OMG và Quy, Ngân vẫn hay chơi game này nè. Ngân chào mọi người tí đã, hello Kiều Nhung nha. Nay xinh hơn mỗi ngày hả? Hello Nguyệt Đan, Ngân sát thủ, I want you so bad with. Hello boys, Bot, The Real Boss. Hello Vi Ngọc Phương Nguyễn, hello Mộng Cầm. Có ai solo với mình không? Có ai dám solo với mình không? Tối nay solo với anh Hải nữa hả chị? Hello Minh Chỉ nha, hello Kỳ Duyên, chắc là có rồi, hello Ba La Bẻn, hello Nguyệt Dương. Hello Khải nè, tối nay mình 6:30 mình bắn xong nha mọi người ạ. À. Bây giờ mình chơi OMG 3Q, mình chơi server phong hỏa, server 227. Hello Trương Thảo.
Hello Ngân Ngân. Hello Kỳ Duyên, cái gì vậy? Không nhận nhạc Phan Mạnh Quỳnh hay ghê. Vừa nghe nhạc vừa chơi game nhé. Anh Hải có mập đâu sao lại cái mập? Ở ngoài nó mập lắm em à. Ở ngoài cái mặt nó nọng nha. Hello Lily, hello Đình Đạt, hello Khánh Duy, hello Jisun. Không dám solo, không ai dám solo luôn hả? Toàn bị lắc nguy hiểm, đâu chị thấy nguy hiểm của em mà. À nhầm bảy gữ. Hello Gia Như nha. Em server 231 hả? Thế là không ai solo với mình luôn. Hello Kiều My, hello Vân Quỳnh. Thôi, hôm nay mình ngờ có hai cái tướng đỏ này. Có hai tướng đỏ nha. Thôi, mình sẽ đi mình sẽ đi làm nhiệm vụ thôi. Hello Thương Nguyễn. Hello Đại Hà My. Chị cứ để máy như thế này đi. À đánh hơi lố quá. Đánh lố ghê. Hello Thế Trường nha. Hello Văn Vũ. Em đâu nào biết. Ok, khiêu chiến đi. Trời ông này cấp 84 rồi. Mình mới cấp 5 mấy à. 7 rưỡi chị bắn nha. 7 rưỡi chị bắn. Game này kiểu là thể loại game cây cuốc á, trên điện thoại. Tất nhiên là không, game này không có hát rồi. Hello Đức Hải. Hồi trước nghiện game này, chơi cái này cũng nghiện mà. Từng mùa đông giá. Game này là OMG Bao Quy. OMG Bao Quy nha mọi người. Ngân chơi ở server 227. Streamer say rượu. Chị nạp mấy triệu để được VIP 6 thế? Đâu, chị chơi game là trai tặng quà cho chị không nạp gì cả. Tin không? Em đừng có nói nạp tiền ở trên stream. Mọi người lại la chị đấy. Mọi người bảo là hả? Mọi người lại bảo chị đã nạp tiền vào game mới chết. Game này có hack nữa chắc chết. Mọi người chưa like cho con xin một like nha. Hello Hải Đăng, hello Trung Cơ Trưởng. Đã... gạ kêu bóc bóc gì? Ồ quên nữa. Nhưng mà chắc là mình không gạ đâu. Tại vì hiếp nó bắn bằng iPad, còn bóc bắn bằng điện thoại. Kèo nó không có cưng lắm. Mất công lại mất công á. Hello anh Phương, hello Cẩm Ly. À, 1:07 chị chơi sao nha Yasuo. Đây là búp gì? À nhầm, đây là OMG Ba Quy. Đây là OMG Ba Quy nha. Các bạn comment làm gì đọc nhầm. Lời thương và yêu đậm sâu với em. Trời, cấp của mình có 50 mấy mà vẫn thắng được mấy ông cấp 8 mấy luôn. Kiêu chiến với mấy ông này. Các bạn nào có câu hỏi gì hỏi mình không? Ừ, game này ra được 2 năm rồi đấy. 2 năm rồi. Desi kiếm chị kìa, đâu Desi đâu? Desi kiếm chị à? Đâu rồi? Bạn nào chơi thì comment tên lên để Ngân khiêu chiến nha. À không phải em đổi game mà là em quảng cáo một cái game mới cho các bạn chơi trên điện thoại. Nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể download về chơi. Xong rồi lâu lâu vào solo với em. Còn nếu như mà các bạn không có nhu cầu thì các bạn có thể ngồi xem xong rồi nói chuyện với em cũng được ha. Hello Huỳnh Như. Hello Kim Chi. Ngân định khi nào kiếm chồng á? Chồng con gì em ơi, chị mất hết niềm tin vào đàn ông rồi. Khi ấy ai ngờ lời. Bây giờ em mới kiếm được ni trên kênh chat. Em chat riêng rồi nhớ xem nhé. Em kênh bóp fanpage cho chị nha. Em ở server 13 á. Chị ở server 227 lần cơ. Ai ngờ lên trái. Mình vẫn thắng luôn mọi người. Chưa có đối thủ luôn. Chơi cái này toàn thắng rồi, chưa có đối thủ rồi. Hello Sơn Nguyễn. Đội hình của mình cũng mạnh phết. Đấy. Ờ, thường là chị ghép chơi ghép ngẫu nhiên á. Đó, các bạn nào có câu hỏi gì không? Mình sẽ vừa chơi game, mình hỏi các bạn chứ chơi không thì
chán lắm. Chị nghĩ em chơi server 2129 á. Ui sếp rồi. Hello Dương Dương, yêu xa hả? À, bản thân chị thì chị không có yêu xa được. Bản thân chị không có yêu xa được. Nếu như mà như thế nào nhở, ít ra là phải gặp người, tức là yêu xa là xa như thế nào. Thí dụ như Hà Nội, Sài Gòn thì vẫn có thể yêu được. Còn thí dụ như mà Việt Nam với lại Mỹ thì khó rồi. Tại vì ví dụ Hà Nội với Sài Gòn đúng không, nếu mà chị nhớ người yêu của chị sẽ đi ra Hà Nội liền. Chị không có cần suy nghĩ gì hết, tại vì nó quá gần rồi. Còn bây giờ Việt Nam với Mỹ là một vấn đề luôn á. Bây giờ nhớ người yêu quá làm gì bây giờ. Đấy, cho nên là khó lắm. Hello Trường Giang, hello Hồng Thanh nha, hello Anh Hào, hello Tiến Nguyễn. Chị nghĩ sao về hải heo à? Hải heo rất là ok. Hải heo rất là ok luôn, nên là các bạn nào mà chưa có người yêu á thì các bạn có thể làm quen với hải được. À, thế hả? Nhưng mà hiện tại chị đang chơi OMG Baowu rồi, cho nên là các bạn hỏi về game OMG Baowu hoặc là các bạn hỏi về những cái chuyện linh tinh khác, chứ các bạn đừng hỏi về game khác nha. Tại vì cái này chị đang quảng cáo game khác á. Sao chị nói là chị 2K1 mà sao chị chơi game với Mithy, chị xin là chị. Thì Mithy 2K2. Mithy 2K2 mà. À, chị ơi, chị ghét gì ở con trai nhất? Ghét con trai nhất là con trai nói nhiều á. Chị cực kỳ ghét con trai nói nhiều luôn. Lịch stream của Ngân là ngày nào Ngân cũng stream hết. Ngày nào các chỉ cần các bạn online là các bạn sẽ thấy mình. Thì mình thường on vào khung giờ từ 10 giờ sáng đến chiều. Chiều của mình là khoảng chừng 4-5 giờ hoặc là 3 giờ. Và buổi tối là mình chắc chắn là 8 giờ là các bạn thấy mặt mình on rồi. Còn nếu như mà hôm nào mình on trễ á, hoặc là mình không on thì mình sẽ thông báo ở trên group của mình hoặc là thông báo ở trên fanpage nè. Chứ là mình chăm stream lắm. Tại vì đối với mình thế giới của mình chỉ có chơi game. Và chơi game và ngủ và ăn hết. Mình không có cái việc gì ngoài những cái việc đó hết. Mình cũng ít đi chơi lắm. Mà mỗi lần mình đi chơi mình toàn đi xa thôi à. Ví dụ đi Hà Nội nè, mình đi nước ngoài nè. Mà toàn là đi công việc á mọi người, chứ cũng không phải là đi du lịch nữa. Alo Ngân cho hỏi ạc giờ 88 triệu hả? Bill gì cho lên 90 triệu đây? Nền ní. Em ơi lúc 7 giờ sáng xong gặp là 7 giờ sáng đang ngủ bài bà. Tên hay vậy ngu sát hẳn. Chị ơi em đang nhập thông tin cho Vi Abota, nó bảo là số điện thoại không chính xác là sao chị? Sao kỳ vậy? Là sao? Cái này em inbox cho fanpage cho em gửi mail cho Abota giúp chị nha, hoặc là em inbox cho fanpage của chị nha, để chị chị check lại cái đó. Chị cũng không hiểu lắm á, chị cũng không hiểu ý câu hỏi của em lắm. Tức là em trúng ví đúng không? Xong rồi Abota kêu em đưa thông tin, xong rồi Abota bảo số điện thoại không chính xác hả? Mất chính mấy mà chị. Mình đùa đấy, mình đùa với các bạn đấy. Mình sinh năm 94 rồi, mình hơn mới thi 1 tuổi. Chị chơi từ 7:30 đến bao nhiêu giờ chị không chơi nữa ạ? Chị sẽ chơi tới khoảng tầm 9 giờ tối thôi, rồi chị sẽ chơi một cái game khác. Mà cái game này nghe bảo là sẽ cười chết luôn. Cho nên là chị muốn là chị chơi game OMG Baowu xong, chị sẽ bắn như bình thường. Cái xong rồi chị sẽ chơi cái game kia để xả stress, để cười. Cho nó đỡ gặp mấy thằng hách đau đầu lắm. Không, Ngân đùa đấy, Ngân 26 tuổi rồi. 25, 26 rồi. Cái gì sao không trả lời, Bill làm sao cho lên 90 triệu đây hả? Hiểu chưa? Hello Phương Thảo nha. Đi hết rồi. Nhà ở đâu? Khi nào bắn với Tuấn HC á? Anh Tuấn bắn bằng anh Tuấn tiền tỷ chơi với lại Ủa anh Tuấn HC phải anh Tuấn tiền tỷ không? Chị già thế chị? Cái đó rồi, chị già thế chị. Mình hơn mới thêm 1 tuổi á. Mình nói được, đấy mình hơn mới thêm 1 tuổi. Nhưng mà mình hay bảo mình sinh năm 2K1 để mình lừa tình trai trẻ. Hôm bữa các bạn bảo mình 16 tuổi nếu mà ngại ghê ha. Hello Phạm Ngọc nha, hello anh Phong Hùng. Hello mọi người, hello Sơn Nguyễn.
Nhập tin cho chắc chắn lên. Ghê giờ có ông nạp 88 triệu vào game hả? Ờ chị không có, chị không chân ơi. Tôi xin nhưng mà là sai em là chính. Anh nói thật nên không phải đùa nên đừng nghĩ đó là thế. Đi giao luận bỏ nha. Hello Như Sơn nha. Game này để auto được hả chị? Ừ để auto được ấy. Ở thiên lại em nói là đủ làm cho uống đi nào. Thế rất đẹp chính ra. Trời ơi má ơi sắm xét. Hello Duy Khánh Trần. Chỗ mọi người có mưa không vậy? Có anh Hải Heo rồi không sợ anh ghen à? Ờ cái gì vậy đoàn? Alo có Hải Heo rồi hay nào? Chơi yeah, Philip Miss Thi đang lấy Philippines không chị? Thế Miss Thi chăm cực. Đi đi á. Chị hỏi chị không quay video clip gì hả? Kêu không, chị không, chị lười lắm. Hello Hưng Hưng nha. Mình lười thiệt. Các bạn biết sao không? Tại vì mình muốn là mình đi nước ngoài á thì mình có một cái thời gian mình rời xa những cái thiết bị stream với điện thoại rồi nọ. Mình muốn thư giãn một cách thoải mái nhất. Đó, cho nên là mình muốn sống cuộc sống của mình ấy. Đó là mình chỉ chụp hình thôi. Và chụp hình mình còn rất là lười đăng nữa nha. Mình có rất là nhiều hình với những streamer khác mình lười đăng cực. Mình để mình làm kỷ niệm vậy. Không quay gì luôn, toàn ăn. Hello Khang Nguyễn nha. Hello Trần Nguyên Hiếu. Hello anh Nam. Game này chơi rất là dễ luôn. Các bạn vào nó sẽ có chỉ dẫn hết trơn rồi. Hello Uyên Nhi nha. Thôi các bạn đừng kêu mình bằng chị nữa. Kêu Ngân bằng Ngân thôi được rồi. Kêu chị già quá. Hello Nguyễn Thảo Nguyên nha. Mình mãi mãi tuổi 16. Hello Nguyễn Hà Vi. Hello Như Trương. Hello Ngọc Diễm. Ghê vậy, thanh xuân như một tách trà, đậm nhạc đều được miễn là có Ngân. Được luôn, Ngân mượn con này nha Nguyệt Đan nha. Mình để con này, mình đi thả thính. Thôi mãi như vậy. Thường thì chị không có bắn cùng với những bạn fan. Tại vì các bạn cũng biết là ví dụ như bắn với người này, không bắn với người khác thì nó kỳ. Nên là thường chị sẽ tạo custom nè. Hoặc là chị sẽ chơi những cái game này nè cùng mọi người. Mọi người vào bang của mình xong mình sẽ đi chiến cùng mọi người. Nhưng mà mọi người rất là tiếc là mọi người chơi server khác hết rồi. Mọi người chơi trước mình rất là lâu rồi. Em bị mất fan cứu đó. Em có mà. Mình phải chiến đấu với mấy người này để mình tăng hạng lên. Hôm bữa mình hạng hả, mấy trăm bây giờ mình xuống hạng 1000 rồi. Hello Mận Nhi nha, hello Thu Cúc. Muốn ăn cơm chưa? Trời mình đói bụng quá. Top 1 liên server này nạp mấy tỷ rồi Ngân à. Cái gì? Nành ní. Trời ơi. Anh đã có info không? Vợ chân xin info với. Xin info để chơi game cùng thôi nha. Chứ không có. Tầm này không có yêu đương gì hết á. Mưa gió như này không biết info mới đi mua. Mập ơi! Mập ơi, mập ơi! Mập ơi, mập ơi, mập ơi! Ơi. Đây, điện thoại. Alo! Không thế là hết bánh tráng rồi. Trời mưa to là một tiếng nữa mới có bánh tráng. Làm sao lúc ấy sẽ ra sao. Cay vãi nồi luôn. Ủa bây giờ tự nhiên nó trừ tiền của mình rồi. Bây giờ nó không cho mình ăn bánh tráng. Nè cái foodie này nó bực mình ghê. Tại sao không giao thành công cho khách đi rồi hãy trừ tiền của khách. Nó trừ tiền trước luôn à. Trời ơi thất bại rồi. Không chiến đấu lại hàng năm rồi. Chưa được chị rep comment. Chị đây. Chưa kịp đâm sâu. Trời ơi. Chỗ em nghe tiếng sấm trước chị làm 2 giây đây. Ủa mọi người nghe được tiếng sấm luôn á hả? Mọi người nghe được tiếng sấm luôn hả mọi người? Ghê vậy hả?
Các bạn nhớ đu top năng động. À mình thông báo cho các bạn nha là tuần sau mình không có đi Hà Nội nữa. Tại vì mình có một cái chắc là tối là chắc là tuần sau mình không đi Hà Nội nữa, mình sẽ dời là đi Hà Nội vào đầu tháng rồi. Tại vì đầu tháng mình có sự kiện ở ngoài Hà Nội á, xong mình dời lại. Nên là tuần sau mình vẫn stream bình thường nhé. Bé ơi. Ơi. Quán cơm đóng cửa rồi. Trời. Chết rồi. Giờ sao? Cho em cái xúc xích đi, cho em cái xúc xích đi, em đói quá. Cho em cái xúc xích đi. Quán bánh tráng thì hả, không có bánh tráng. Quán cơm thì đóng cửa. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Ủa sao đúng bài quá vậy? Thế lúc đúng bài luôn. Mình đặt bánh tráng từ hồi 5 giờ nha, xong giờ nó báo là bánh tráng hết. Xong rồi bây giờ mình mình đi mua cơm. Sao quán cơm đóng cửa? Trời thì mưa. Alo. Chị không thấy câu hỏi của em rồi. Đây chị hỏi này, chị thấy anh em. Thôi, đấu không lại thằng này rồi. Đi tháp nào hồn mày. À, đi lấy khoáng ra. Thôi đi vượt ải chạm tướng đi. Trời ơi, sao đúng bài dữ trời. Thiệt buồn dễ sợ luôn mọi người. Cảm giác lâu bay xe ra sao. Cái gì? Bại luôn á hả? Cái này cũng không ấy luôn rồi. Đam cũng người yếu rồi. Đam cũng người yếu rồi. Đi cái gì cũng thua hết á. Lấy đi lát khoáng đi. Kiếm đi, đi anh. Chị chơi server 227 á. Mọi người chơi server nào ấy? Mọi người toàn chơi server trước mình rồi. Chị biết phim cá mực hầm hầm mực hem. Chị không biết không? Ui. Chấm xét kinh thật. Mình phải đặt đồ ăn rồi. Thế mình đặt ăn gà vậy. Mở máu rồi đánh chị ơi. Chết mỡ luôn rồi mọi người. Sao thất bại hoài vậy ta? Hay là mình nhiều chuyện quá? Có khi nào mình nhiều chuyện quá không ta? Không thể thua như thế được. Ui, thật là thua rồi đó mấy má ơi. Thua rồi đó. Ban chủ vào chat mọi người đi. Đâu? Chỗ nào đó mọi người chat ở đâu ấy? Từ mình bị đánh bại ở đây rồi nè. Đi chiếm cái khoáng của nó rồi bị nó đánh cho sắp mặt lòng mà. Để thử chiếm của thằng này xem được. Có Khánh Vân ơi, một tí nữa chị chơi sao? Thế chị đang chơi MC Bawi nha. Drama gì á, Ngọc Phú kể con nghe rồi. Con chơi vui thôi à, hello Huỳnh Giao. Hello Thúy Ngân. Chị quá. Chơi gì? Chị quá. Cùng sẽ chia về những ước mơ. Chết rồi, không chiếm được của mọi người rồi. Bị nó bắn cho sắp mặt luôn á. Trời ơi, chết mỡ luôn à. Thôi, chiếm của ông, mấy ông này không ổn rồi. Mày level thấp nhất mà mình bị bắn cho sắp mặt luôn. Giấc mơ về mùa thật. Mình nghĩ là mình chỉ đi phó bản thôi. Chắc là đi phó bản rồi. Phó bản thường đi. Có lẽ anh đã quên rồi. Khi con trăng tít sang trời đông. Những ngón tay ta. Hello. Đúng rồi. Mấy hôm trước á chị mạnh quá, xong rồi chị bỏ mấy hôm. Chị bỏ mấy ngày, không có thời gian cày á. Đừng để giọt nước mắt vẫn rơi, khắp nơi theo anh quay về. Đứng đây. Thắng rồi nè. Cảm ơn Hương Quân nha, hello em.
chắc là mai mình bắt đầu mình sẽ cày lại bình thường rồi, chứ hôm nọ mình chủ quan quá mình không cày á, sao mình hôm nay mình yếu ghê. Em sinh ngày 10 tháng 10 bởi đó chị cảm ơn chúc mừng sinh nhật em nha, em vui lòng. Ok mẹ. Server 227 nha mọi người. Chết rồi, đói quá. Có cố gắng cái nào em cũng không hiểu. Em như là bạn thân chính này. Có thể em mơ. Đi gặp ông này tiếp. Em muốn hạnh phúc. Nắng vai trên người ai. Đâu có biết chăng nơi đây. Có lẽ anh là bên rồi. Sân trời trời đông. Cái gì á? Hôm nay sinh nhật em chị ơi. Ờ, để em. Hello Phương Thảo nha. Level chị cũng cao mà. Các bạn nào muốn hỏi gì không? Hỏi về game cũng được, xong rồi hỏi về những chuyện khác cũng được. Ở khắp nơi thiếu em baby. Muốn hát quá à. Nhưng mà hát sợ thua. Để mình đặt đồ ăn đã xong mình hát nha. Điêu á chi à, nghĩ sao hôm nay sinh nhật của Nam vậy? Điêu ấy. Khắp nơi thiếu anh baby. Hello. Solo Trang của Mi á. Khi nào chị đi chuyển á? Có nha Long Phi nha. Tín. Sáng không có bảo là ngưng chơi game này tới 7 giờ rưỡi thôi ạ. Mập ơi. Lấy cho em cây xúc xích đi, nãy em kêu nãy giờ mà. Hết rồi hả? Đợi quá, nó chưa có người yêu nữa. Kêu ba cái bánh wrap đi. Ba cái bánh wrap với lại một cái phần phần gà không xương. Cay. Thôi bới một chén cơm với kem chi nhiều cái trứng đi. Đói quá sắp xỉu rồi. Cái phong á. Anh thường ơi. Chai dạng này còn qua ngủ với Ngân không có mà. Mình đói quá mà không có đồ ăn. Dạ xúc xích luôn rồi. Kiêu. Every night alone. Ờ, mình đang tuyển người yêu. Mình đang tuyển người yêu cho Hải Heo với lại Simple ấy. Em ở ngay Tân Sơn, chỗ chị cũng to nè. Ừ đúng rồi. À Ngân VIP máy á. À chị VIP máy Phong ơi. Mới VIP 6 à. Mới VIP 6 à. Vài lần đón đưa. Chị xài iPad gì hết. Cái này là iPad mini. iPad mini. Có, chị đặt đồ ăn rồi. Nhưng mà hồi nãy chị đặt đồ ăn. Thế xong rồi nó không giao. Mà nó vẫn trừ tiền mình. Cay quá rồi. Ai đi theo em mấy phố xa. Thiết tha. Lòng tự là hoa. Hoa rực rỡ. Oh oh. Vài lần đón đưa. Đường phố mưa rơi. Trên miên. Lần đón đưa em về nụ cười dấu kín. Vài lần đón đưa sẽ được hoàn tiền trong vòng 45 ngày phải nồi. Được không để đâu server này lâu rồi đấy. Lần đón đưa tao và lần đó. Ủa? Có người phát hiện ngư sát thủ. Đã. Rồi con gì vậy? Hôm nay không phải là con gián mà là con gì nè. Rồi con bọ. Ghê quá à. Đây là nó off fan à? Có ai đâu mà off? Bị trừ mà mặt bình thường gặp em chắc tức lắm luôn hả? Là sao? Hello mọi người nha. Không có fan. Bánh tráng hết rồi. Vài lần đón đưa. Hồn nhiên đến lời truyền tin. Muốn ăn bánh tráng mà không được ăn. Hello Văn Hùng. Đọc nó đi chứ.
Tuyển người yêu đây mọi người ơi. Em cũng chơi cái này nè, em chơi server nào ấy? Chi đâu rồi chị? Khi nó mập quá nó đi ngủ rồi. Tí nữa chị chơi sau nha Văn Nam nha. 7:30 chị mới up game này. Hello Tính Hoàng. Game này lâu rồi, 2 năm rồi. Mình chơi là còn muộn ấy. Lúc mình chơi game này là muộn phết rồi. Vài lần đón đưa rồi quên. Hồn nhiên đến. Ok chị nhớ rồi. Giờ đang ngồi. Thôi hát cho mọi người nghe một bài nhá. Trong lúc đợi. Ui sấm sét ghê vậy. Có khi nào mẹ đang stream cúp điện không? Thôi đừng. Cái miệng mình xui lắm luôn á. Tự nhiên nói ra làm gì? Không phải em không nói thì nó cũng thế thôi. Em nói mới xui á. Thôi đừng cúp điện à. Chịu. Mình chỉ còn 20 phút nữa thôi, đừng cúp điện please. Hãy cho các bạn nghe bài phía sau một cô gái nha. Hãy hát bài em gái mưa nhờ. Ở tí này hợp hát em gái mưa. Tội mấy anh shipper quá. Tí nữa xuống lấy đồ ăn á. Hải ơi, tí nữa xuống lấy đồ ăn á, nhớ nói em bo cho shipper nhá. Ờ, đến chưa? Bây giờ đến chưa? Chưa đến nhưng mà nhớ nó bo. Nghe nói tiếng sấm luôn hả? Ghê quá. Mình sợ quá mọi người ạ. Số mình nó đen lắm. Hát nha. You are Bubsy Blaze, my life. Okay. Ok. Hát bài em gái mưa nha. Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn. Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đành mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn. Trời ơi tôi chưa ăn cơm, đói bụng quá đi. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào. Rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn. Anh chót vô tình thương em như là em gái. Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh. Càng xa lánh càng trong vắng, tìm cớ đâu và nhớ lắm. Đành phải buông hết tất cả thôi. Nụ cười mím sâu bờ môi, ấm áp dịu dàng vai em. Em đã bao lần yên giấc, nhìn trên cao khoảng trời yêu mà em đã dành cho anh. Giờ mây đêm nguyên thành bão giông tố đang dần kéo đến. Trời non thao thức đang đợi mưa, dần giống em ngày xưa. Mưa rơi để lại ngây thơ trong giấc mơ buồn lại. Em hãy cha chan hả? Trời. Trời đất như quay cuồng. Tèo 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 tèo. Tèo 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 tèo. Thôi nghỉ hát đi. Đói bụng quá. Ai, chào chị với mọi người đi. Sao đi mọi người nha, cho mình ăn cơm cái. Các bạn có yêu cầu bài gì không? Mỗi một yêu cầu thì tải một lượt game nha. Nộ cho tướng đi kìa. Lo hát không quên. Kame Yoko thắng chắc rồi. Đi cái này thì thắng chắc rồi mọi người. Người này xin ma hát rồi, không phải xin game. Người thích hát mà. Lúc rảnh rảnh như thế này cũng đều hát cho mọi người nghe để tra tấn mọi người. Mình hợp nhau đến như vậy. Sao không xài skill nhỉ? Tại lo hát nè.
Nó hát nè, cái quên xài skill luôn. Giờ thì tập trung vào xài skill nè. Xài skill thì không tập tích chat của mọi người được. Em tải game mà em vào không được. Cái kì vậy? Sao vào không được? Làm kè ông chị solo vô đây nam. Vô đây. Hai. Một đồng chung thủy với lại game. Chị cũng bị sợ độ cao á. Sợ độ cao nhưng mà thích chơi game cảm giác mạnh. Sợ độ cao nhưng mà ngày nào cũng đi máy bay hết á. Bay liên tục luôn. Cái này mình chỉnh auto rồi sao nó không auto ra skill luôn nhở? Ăn xong hết clip á. Game này đâu có nặng đâu. Có ai bán mini của chị đúng cùi nhưng mà vẫn chơi được game này. Có ông nước ngoài cài fan cứng rất là ngày nào cho comment á. Ổng nói gì chị không hiểu gì. Ô xạo chiến 3 chương 37. Chơi kèo solo ông Ngân. Trời. Mấy ông đem hạt đó hả 90-100 triệu vô đây đòi solo với mình. Mẹ ơi, tất cả là mình thua rồi. Dạ. Ngày bay 10 tiếng à? Bỏ qua nè. Các bạn muốn mình hát bài gì? Comment tên bài hát lên đi. Mình ăn nốt cái này xong mình hát cho các bạn nghe. Cho nó đỡ đói bụng. Tự nhiên đói bụng ghê, chịu không nổi chóng mặt. Chóng mặt tí xỉu trên stream á. Thế là máy của em không có đủ dung lượng rồi. Coi Ngân nè. Coi Ngân là Ngân hát cho nghe. Ngân stream cái này tới 7 rưỡi thôi. Ngân ăn lại với mọi người nha. Livestream này có quảng cáo cho nên là sẽ có tiền. Hello Thụ Nguyễn nha. Cảm chơi anh Hoàng hả? Bossy anh Hoàng à? Bossy à? Server 227 mọi người à? Không nhận chơi cái TT đi má. Bắn đang cứng hết cả tay à? Chứ sao? Thường thường á là phải trước khi vào chơi á, chơi rank á thì hãy train cái đó trước. Bắn tốt lên. Chị chưa chỉnh lại tốc độ chuột nữa. Sao các bạn cứ ghép đôi mình với Hải Heo vậy? Hải Heo làm gì có cửa với mình? No door rồi. Bây giờ yêu cầu tình yêu của mình cao lắm. Một tiếng chơi sau á nha Trọng Hiếu ơi, tầm 15 phút nữa con chơi sau. 15-20 phút nữa con chơi sau. Bây giờ mình yêu cầu con trai cao lắm. Bây giờ bạn nam nào mà ranh còn que á, thôi mời phần là chơi OMG bao quy ạt 90-100 triệu á, mình mới làm người yêu. Chị không ngỏ thêm luôn. Đây đây chị đây. Em nói gì á? Sorry. Giờ nãy giờ chị công nhận ai mà chơi game bằng điện thoại khó đọc chat mọi người cực. Cứ ngước lên nó xuống á, nên là hạn chế nó đọc chat cực luôn á. Đâu để trưởng thành á. Ok. Thôi mày ăn xong rồi. Ăn lót dạ thôi. Bít cửa rồi. Thấy đâu để trưởng thành đúng không? Đúng rồi, rank còn que trở lên mới yêu. Không thôi là không yêu đâu. Biết đâu để trưởng thành tông nữ. Tông nữ. Đây. Vừa ăn xong biết hát được không? Bà thằng điên khó hát lắm, bà thằng điên tông nam á, khó hát. Nó không có beat tông nữ á.
Để mình kéo này lên mình vừa chơi mình vừa ăn. Hello Đỗ Vũ nha, no, run con quay mới yêu. Yêu ai mà chẳng có lúc buồn, thương ai sợ cũng đến lúc. Ừ thì em phải đứng dậy thôi, nhật ký cất đi rồi. Ôi nói ra làm gì em đâu. Nếu quay thời gian đến lúc đầu này, chàng trai hãy nhớ cho người con gái cô đơn lắm đây. Tại sao không níu lấy để mất đi một người chỉ vì vô tâm. Có những điều mà em muốn nói không kịp đâu, đã qua muộn rồi. Có những điều mà anh từng ngó lơ lại là ước mơ bao người. Vì em nói đâu đi đến suốt đời, khi yêu chỉ cần như thế. Chia tay có khi làm mình lớn lên, mỗi khi buồn thì em cứ khóc, khóc thật to mỗi anh nghe thôi. Mỗi khi đau niềm đau cũng sẽ đôi, vì em vẫn yêu anh nhiều. Dòng thời gian sẽ trôi để em thấy rằng chia tay thì ta mới thôi, mình đã sai. Đâu hello bài này buồn quá ha. À tí nữa chị bắn sau Duyên nha, 15 phút nữa. Cày không, hôm qua mình có một cái bài hát rất là hay mà tự nhiên mình quên mất tiêu rồi. Hát thử bài cái gì ta, nếu ngày ấy nha. Con que muốn lên là anh lên. Thôi đi, đừng có xạo. Tuổi gì mà lên rank con que. Đây, nếu ngày ấy nha. Ngày ấy có làm gì đâu. Anh ấy có làm gì chị đâu. Nhưng mà chị ghét anh ấy rồi. Hello Hoàng Hiếu, hello bài này nha. Mày bảo anh ấy có làm gì đâu. Cách đây vài năm thôi, lúc ấy em vừa biết lớn. Gặp anh ngẩn ngơ thân thơ trong chiều, em chẳng nói được nhiều. Anh ngây thơ hồn nhiên và đôi mang sáng như chưa từng yêu. Ngại ngùng em chẳng dám nói nên câu chuyện tình chơi vơi. Anh đâu nào biết em vẫn luôn ở đây, nhìn từ xa theo bóng anh nhạt nhòa. Để tháng năm dài trôi qua. Nếu ngày ấy em ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với anh, anh có tin em và nắm tay em, mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt. Nếu ngày ấy em là chàng trai mà anh ngày đêm ước. Nắng hay mưa dù có ra sao, thì giờ đây em đã có câu chuyện thật đẹp. Bài này cao dữ vậy ta. Hello
thôi. Lúc ấy em vừa biết lớn, gặp anh thân thơ trong chiều, em chẳng nói được nhiều. Anh ngây thơ hồn nhiên và đôi mắt sáng như chưa từng yêu. Ngại ngùng em chẳng dám nói những câu chuyện đành chơi vơi. Anh đâu nào biết em vẫn luôn ở đây. Nhìn từ xa theo bóng anh nhạt nhòa, để tháng năm dài trôi qua. Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đắm sâu với em, em có tin anh và nắm tay anh, mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt. Nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ước ao, dù nắng hay mưa, dù có ra sao, thì giờ đây em đã có câu chuyện thật đẹp. Đáng lẽ mình nên hát tông nam thôi, tông nữ tôi hát cao vãi rồi. Tông nữ lắm nhiều. Tông nam bài bình thường Subin á, giọng Subin rất là cao rồi, cho nên là mình đến hát tông của Subin thôi. Nếu ngày ấy em là chàng trai là vừa đủ. Lên tông nữa. Nếu ngày ấy cao ghê luôn á. Ờ, lên tông cực cao luôn. Nói điêu làm chúa. Hết rồi, hết bài rồi. Xin một lần ngoại lệ á. Bài khóc của Đông Nhi á hả? Khóc của Đông Nhi á hả? Show cái ạc á. Được luôn. Trời ngưng ti. Ừ, bài này hát tông chậm hay hơn. Mình hát không nổi nữa. Nó chậm nha, nó chậm mình sâu cho xem. Bài này hợp tông nè. Đoán xem. Ta 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 ta. Anh tan vỡ một mình bước trong đêm, tìm lại những giấc mơ dư âm của ngày xưa ấm êm. Nào ngờ cơn gió đã mang sương đen phai kín, che lấp ánh sáng nơi chân trời. Trong lạnh cầm mà vì sao tình em giờ đây vẫn mãi chờ người, chờ tháng năm yêu ngày xưa giờ mong mãi nghẹn đi. Trời mưa phùn rơi thoáng ướt đường dài, để em ngơ lặng nhìn theo bóng ai. Lệ rơi khóe vì một người đã ra đi không trở về, nhưng nước mắt đó cũng chỉ làm vết thương. Đây mình đang chơi game OMG Ba Nguy nhá. Anh đang không như ngày xưa. Tình cũng tan. Rõ vào vải như anh ra. Bài này lâu lắm rồi đấy. Ồ, có bài đâu để trưởng thành tông nữ thấp đi nè. Còn một bài này, bài khóc của Đông Nhi. Hay bài bảo anh đó hả?
Bảo anh hát bài gì ta? Ai khóc nơi đâu này? Ai khóc ở đâu nhỉ nhá? HKT hả? Ok, hát nốt bài này là mình up luôn là vừa luôn nè. Xong rồi đúng không? Hãy cho em xin một lối thoáng, để em được thôi nhá anh. Hãy cho em xin một cảm xúc, để em thôi tim thôi thành trái đá. Và rồi để em lại yêu lại đâu, với cơn yêu ngày xưa nhạt phai. Éo hân em từng đêm bận với cô đơn, bàn với nỗi buồn. Hãy cho em xin lại nụ hôn, để em được hóng bờ môi đã khô. Hãy cho em xin một câu nói, dù là lưu xuống nhưng thà anh nói. Còn nhẹ nhàng hơn xưa im lặng kia, đã mang em từ lâu về nơi vực sâu. Đã xem em cùng với niềm nhớ thương anh, từ đợi chờ mãi. Yêu là được yêu, là được ghét, là được nhớ. Chẳng biết nhớ gì mà cũng nhớ. Giờ cứ khóc sợ lại thôi. Chẳng biết khóc hơn là vì ai. Chẳng có như mà yêu anh đang đâu này. Yêu khóc nơi đâu này, ai khóc nơi đâu này. À, Ngân tưởng solo file ạc của Ngân chứ. Ngân tưởng là kết bạn với nít Ngân ấy. Hãy cho em xin lại nụ hôn, để em được hóng bờ môi đã khô. Hãy cho em xin một nói, dù là lâu rồi nhưng thà anh nói. Còn nhẹ nhàng hơn xưa im lặng kia, đã mang em từ lâu về nơi vực sâu. Đã xem em cùng với niềm nhớ thương anh, dù chờ đợi mãi. Yêu là được thương, là được ghét, là được nhớ. Chẳng biết nhớ gì mà ai khóc nỗi đau này. Ngừng khóc nỗi đau này. Sao chị không mặc thanh mai trúc mã hả? Đây là lần đầu tiên mình hát bài này luôn á. Chắc chị chơi đến khoảng mấy phút nữa thôi thì chị off rồi chị bắn sau nha. Đây, diễn xong cái này đã. Ai khóc nỗi đau này. Đúng rồi, chị phải off cái stream này chị lên lại để chị mới bắn sau nha mọi người. Ai khóc nỗi đau này. Bài gì nữa nhờ? Hết rồi. Bài này cũng nổ quá ha. Có bài gì nổi nổi không ta? Sao Phong nó không mặc skin cho mình nhờ? Thấy bài yêu đơn phương á. Ôi mặc skin thì tao thấy mình giàu quá. Ai khóc nỗi đau này. Nè tướng cũng ngân nè. Du tay tú này. Chưa có nhận mấy cái này hết. Cái này phải chiêu mộ rồi. Này. Đội hình nè. Chị ăn cơm xong chưa? Chị ăn xong rồi nhưng mà chị ăn cho dặm bụng thôi. Upstream khi nào lên live chị like liền luôn. Chị like liền lại mà. Có chàng trai viết lên cây á hả? Có chàng trai viết lên cây. Sợ trái tim lại nát tan,
Em muốn thay skin. Cái này hạ tông rồi. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa, trong tim hụt hẫng như mất một đứa già. Không may hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì cũng vơ nhanh qua đâu, nghĩ gieo từng từ đời mình già. Đời mưa nhã mang số kiếp đổi thay, rồi tình cờ khi gặp lại hai thân phận khác sao nên người vẫn. Có một người vẫn vậy, nhìn xa xa nhau là mất thôi. Không cho hát rồi, hát dở quá. Cậy quá rồi luôn. Đổi bài cái chóng hỏi. Hay mà, tại vì cái bài này tông thấp quá cho nên là mình hát dở. Thôi, mình sẽ upstream đây. Xong rồi, bạn nào chưa like thì cho Ngân xin một like nhá. Lạc quá hả? Không phải lạc mà là tông nó thấp. Tức quá, mình hát lại cho mọi người nghe mới được. À thôi, không tra tấn mọi người nữa đâu. Ok, bạn nào trên like Nhân xin một cay quá rồi, đừng chê à. Được rồi. Các bạn mọi người nha, bạn nào chưa like cho Ngân xin một like nha. Game này Ngân chơi là OMG báo quy. Và Ngân đang ở chơi server 227. Vào con tông sách có cái skin cu te lắm. Ngày 26 Ngân on lại rồi, Ngân mặc skin cho mọi người xem tiếp nha. Ngày 26 mình sẽ chơi lại cái game này nữa. Ok, bye bye. Mình đợi mình tí nha, mình sẽ on lại liền luôn. Mình sẽ on lại liền luôn. Ok mọi người, chờ mình tí nha, 5 phút. Bye bye mọi người nha.